Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cái vườn này của anh Thanh ở ngã ba Phú Mỹ, huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai. Nói chung là cái vườn của anh thì nó rơi vào tình trạng là trái nó bị côn trùng chích hút rất là nhiều. Và cái bơ của anh trong vườn có trồng bơ Cuba, bơ Rick và bơ Bút. Thì hôm nay mình có đến quay cái vườn của anh á. Thứ nhất là hỗ trợ cho anh về cái việc mà trái nó bị rụng rất là nhiều. Thì cái nguyên nhân mà rụng cái này á thì mình cũng giải thích cho anh á, là cái thứ nhất á, là do nó hiện tượng bị nấm cuốn nè, cái thứ hai nữa là có bị côn trùng chích hút, và cái thứ ba nó là thiếu dinh dưỡng á, trung vi lượng á và canxi. Thì cái này mình cũng thăm vườn mà quay hết vườn mà nhắc nhở bà con nha. Những bà con chúng ta bơ khi mà trái bằng viên bi á thì mình cũng khuyên bà con là nên phun thuốc xua đuổi côn trùng đi. Thì lúc này bà con phun những loại thuốc nào mà nó có tính hôi, cái xua đuổi tốt á, để chúng ta nó không bị chích về hại trái bơ chúng ta. Thì vườn của anh thì nó bị rất nhiều hiện trạng côn trùng chích hút, nhất là bọ xít nè, nó chích ngọn chích trái, thứ hai nó mọt đục cành nó chích vào thân cành của cây, thì làm cho cái trái bơ chúng ta nó hư cái sần sùi đi và nó rụng luôn. Thì cái đó là mình hướng dẫn và chia sẻ với bà con á. Thì vườn bơ của anh nói chung cũng rất là sai, nhưng mà khi nó bị nấm cuốn rất là nhiều, anh không có xử lý sớm, hiện trạng nó bị rụng và teo trái rất là nhiều. Thì anh chia sẻ lúc trước vườn bơ đậu rất là nhiều nhưng anh không có xử lý, không có chăm sóc gì hết á. Thì giờ đụng như thế nào rụng cái đó, rụng rất là nhiều. Nên mình cũng khuyên bà con á, thì chúng ta khi mà trái bằng nóng tay trái trở lên á, thì bà con chúng ta nên có thể thăm vườn thường xuyên. Nhất là cái quan trọng là côn trùng chích hút. Cái thứ hai nữa là nấm cuốn. Thì giai đoạn này nấm cuốn hay bị rụng lắm. Cái đó là mình khuyên bà con nên phun nấm cuốn. Thì đụng như thế nào rụng cái đó mình cũng rước cho bà con xem á. Chung hiện tại bơ thì nó giá thành cũng rất là cao. Thì khu vực mở Gia Lai này á, thì hầu như thời tiết nó cũng rất là thuận lợi, phải gió hơn. Hiện trạng này anh chỉ chia sẻ có 200 gốc, hầu như đa số gốc nào nó không có trái, nhưng mà nó rơi tình trạng toàn bộ rụng hết. Thì cái này mình chỉ quay và chia sẻ cho bà con về cái mô hình trồng vườn của anh Thanh. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video ở bên Trái Cây Thời Mùa Lắc. Thì từ clip này cho đến những clip sau thì mình sẽ nói về những vấn đề chính là phun dưỡng trái, đậu trái, côn trùng chích hút và các biện pháp phòng bệnh ở trên cây bơ chúng ta khi giai đoạn mà ra trái. Thì toàn bộ vườn này đã bị bọ xít chích hết và mọc đục cành chết á. Nói chung là mình đi thăm vườn mình rất là tiếc về trái bơ vườn của anh Thanh. Thì qua đây á, thì mình cũng khuyên là bà con nên có cái chế độ thăm vườn và quản lý cái côn trùng chích hút á thường xuyên, đừng để khi nó chích rồi á chúng ta mới phun thuốc thì nó bị hư tỷ lệ rất là cao. Vì cái bơ chúng ta đa số là giữ được cái da sinh sản nó đẹp thì bán được giá thành nó cao, chứ chúng ta để nó sần sùi da cóc thì bán rất là rẻ mà hầu như ai cũng rất là chê. Cái đó là mọi người ai cũng rất là thích. Thì mình cũng hướng dẫn sơ đó, bà con cứ phun cho mình côn trùng chích hút, thuốc nấm cuốn và dinh dưỡng trung vi lượng. Thì mình cũng sẽ quay bà con xem những cây bơ bút ở đây, thì trái nó cũng từ hạt đậu xanh rồi cũng lớn lên rồi. Thì tiến hành phun thì mình cũng vẫn khuyên bà con là công tác giữ ẩm á, bà con vẫn giữ ẩm cho mình sơ nha. Vì cái hiện trạng lúc này á, nếu mà nó có những cơn mưa đầu mùa mà lớn bất chợt á, sốc nước thì nó cũng rụng. Cái đó là mình chia sẻ cho bà con. Còn lại clip này mình quay cũng rất là dài, cũng đi hầu như là gần hết vườn của anh Thanh. Nên bà con vui lòng cứ xem clip nha. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.
Thank you.